Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mời lên làm việc người điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm đi ngược chiều và đi lùi trên quốc lộ 51. Hành vi vi phạm này được một người đi đường đưa lên mạng xã hội vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2023. Sau khi nhận được phản ánh của người dân có phương tiện điều khiển xe đi ngược chiều trên quốc lộ 51, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng xác minh, mời người điều khiển phương tiện lên làm việc. Tại cơ quan công an, nữ tài xế cho biết, sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023, nữ tài xế điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường thuộc phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, thì xe bị sự cố hỏng động cơ. Sau khi điều khiển xe đến hãng xe gần đó để sửa chữa, nhưng do bối rối và không biết cách xử lý, nên nữ tài xế đã điều khiển xe chạy vào đường ngược chiều. Sau sự việc, nữ tài xế đã nhận thức được hành vi của mình là gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện khác, nên cam kết đóng phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều với số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.